Chúng ta đang ở đây là đường 30 tháng 4. Ở khu vực này là ấp Suối Đá, xã Dương Tơ và giáp ranh với phường Dương Đông. Các bạn cùng mình tham quan cơ sở chuyên chế tác sản xuất tiểu cảnh và hòn non bộ xem thế nào nha. Ở cơ sở này chuyên thiết kế các công trường nghệ thuật tiểu cảnh sân vườn, sản xuất bàn ghế đá, bàn ghế gỗ nghệ thuật, phù điêu dạo cảnh, vân vân. Đặc biệt là chuyên cung cấp các sản phẩm mini nghệ thuật để trang trí tiểu cảnh hòn non bộ, và cũng là một cơ sở sản xuất quy mô nhất và uy tín nhất ở khu vực thành phố Phú Quốc hiện nay. Tất cả các sản phẩm này đều được sản xuất tại chỗ nha các bạn, kể cả gốm sứ lẫn cả về đồ đồng. Và chất liệu thì gồm có 4 loại: một là bê tông, hai là gốm sứ đất nung, ba là đồ đồng và 4 là đồ gỗ. Có hai chú cúm to mập quá chó nhà giàu nha các bạn ơi. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây có chế tác rất là nhiều tượng Khương Tử Nha câu cá không lưỡi với nhiều tư thế khác nhau. Về biểu tượng Khương Tử Nha câu cá không lưỡi thể hiện được sự thành công của con người nhờ vào sự kiên nhẫn và chờ đợi, là một tác phẩm nghệ thuật mang tính giáo dục rất cao nha các bạn. Đây có rất đầy đủ các loại chậu cảnh từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất trồng hoa lan. Những sản phẩm này được làm ra từ đất nung của vùng đất Lái Thiêu nha các bạn. Hiện nay ở Bình Dương có đến 83 mỏ nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất gốm sứ. Chúng ta dùng từ nguyên liệu chứ thật ra là chỉ là đất thôi nha. Đây có cả dừa bonsai nha. Dừa bonsai này chắc ở thế hệ 4X thôi. Đây là những tác phẩm mini để trang trí tiểu cảnh hòn non bộ nha các bạn. Có cả tượng Trương Chi thổi sáo, có nàng mỹ miêu xinh đẹp đứng bên cạnh.
Tiếng sáo Trương Chi làm lay động trái tim của một cô gái đẹp tuyệt trần, con của một vị quan đại thần cũng đành phải buông tha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video. Hẹn gặp lại chủ đề này ở clip sau.